Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh cả nhà ha. Dạ hôm nay thì em có ghé ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Rách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay em ghé vườn của Linh cô chú, em giao lưu với mình là một cái lô mai chơi Tết nha cô chú ha. Rồi đồng thời thì cái lô mai này Linh để giá cho chúng ta cực kỳ là hữu nghị luôn nha cô chú ha. Rồi ha, hiện tại là em đang quay cho cô chú mình tham khảo cái hàng là mai giảo siêu nụ bên vườn của Linh nha cô chú. Rồi ha, rồi chào Linh nha. Dạ em xin chào chị và chào cả nhà nha. Rồi ha Linh, rồi cô chú muốn giao Linh giao giao lưu với Linh á, mình đọc lại cái số điện thoại nha Linh. Dạ số điện thoại của em là 0963 22 7879. Rồi nha. Là đó là số Zalo của em luôn đó chị. Rồi số Zalo luôn nè. Rồi ha, bây giờ là mình sẽ giao lưu cái hàng mai giảo siêu nụ Linh ha. Cái hàng này nằm ở chậu C hả Linh ha? Dạ này nằm ở C6 chị. C6 nè. Rồi ha, số lượng là mình có khoảng nhiêu nha Linh? Dạ cái lô này hiện tại em còn khoảng 2.000 đó chị. 2.000 ha. Rồi cô chú mình tham khảo giùm em nha. Cái cây này là giảo siêu nụ ha. Chậu C6 giúp em, cây đang lên nụ rất là ok nha cô chú, củ đế to cho mình luôn ha. Cái hàng này cứ ghép được bao lâu Linh? Dạ toàn hàng này em ghép tầm 1 mùa rưỡi chị. Mùa rưỡi cho em là cô chú ha. Rồi đây ha, đây nha cô chú, đây cây như thế này nha. Dạ chiều cao nó tầm khoảng chừng là 35 cm trở lên ha, 35 cm trở lên. Dạ cái này là hàng em bóc ngẫu nhiên cô chú ha. Đó nó sẽ như thế này, đây cây nó sẽ như thế này ha. Rồi em nhờ Linh đi, nhờ Linh bóc một số cây cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Giờ em bóc ngẫu nhiên ở trong lô chị. Rồi Cây của em thì nó đã có xử lý đế hết chị. đây cô chú mình nhìn giùm em nè ha, đó nó có cái chiều cao nha cô chú ha. Rồi cái này mình quấn thân lại giùm em ha, mình vô dây mình đi thân lên ha. Nè nó có những nhánh này cô chú mình vô dây ha, đây nè một số cây nó có tàn rất là ok nha, bóc ngẫu nhiên cô chú ha. Rồi mình vô dây lại là mình có thể chơi Tết nha cô chú Cây này là có tàn đế rồi, đế quấn hết trơn á, đế củ nở luôn chị. đây củ nở nè cô chú ha. Cái lô này là bao củ đế luôn á. Rồi bao củ đế cho mình cô chú ha. Rồi ví dụ như bây giờ là khán giả muốn lấy nè, Linh cho chị một cái cây mẫu đi để làm mẫu cho khán giả mình nè ha, cho cái cây làm cái ni đi, Giờ cái cây làm cái ni này à, hả? bóc bóc ngẫu nhiên đi cưng cưng Dạ nữa. em đã bóc ngẫu nhiên như vậy đi. Đây cô chú ha, mình nhìn giùm em nè, đây củ đế là có cho mình ha, nói chung là cây nào cũng có quấn đế hết Linh ha. Dạ. Rồi giá làm sao nè? Dạ cái lô này em giao lưu giá là 40.000 một cây. 5 cây em gửi, 10 cây em bao ship, 10 cây em tặng một cây. Rồi ha, giá rất là hấp dẫn luôn nha cô chú. Dạ giảo siêu nụ hàng này mình có thể chơi Tết nha. Rồi giá cực kỳ ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ có những cây thì nó như thế này cô chú ha, nó lùn ha, mà cái tàn nó tròn vo cho mình nè, nút nụ nó đang lên cô chú ha, rất là dễ thương cho mình luôn. Đây cô chú thấy nút nụ không, nó đang lên nè. Rồi cái hàng này là cái hàng giảo siêu nụ giùm em cô chú ha. Linh ghép được 1 mùa rưỡi rồi. Rồi Linh đi tới Linh bóc vài cây cho cô chú anh chị mình tham khảo Vậy nè, bóc ngẫu thì nhiên cái luôn. này là cái lô này nó bốc ngẫu nhiên thôi, tới lô nó rất là toàn rất là đẹp luôn á. Rồi cô chú ha, có những cái cây nó lùn rất là dễ thương. Đây cô chú, cái này phải siêu nụ không Linh hay bóc lộn cưng? Siêu nụ không chị, cái lô này em ghét siêu nụ không à? À cái này cũng siêu nụ luôn hả? Dạ Ôi cô chú nhìn nè, nó lùng lùng nó dễ thương quá, tưởng nó bóc lộn mà không phải nha cô chú, này làm cái là siêu nụ luôn nè ha. Nó cây dễ có mấy thương cho cây mình thì luôn nè. nó cua hôm nó hơi cao, tại cái này lô này em cũng ít có bánh tàn chút. Đúng rồi ha, nó hơi cao ha cô chú ha. Đây cái nó form này hơi Nhưng cao mà nha. Rồi nói chung là cô chú mình về trồng là ok nè, nó củ đế quá chừng đẹp cho mình luôn ha. Chỉ có 40.000 cây thôi cô chú. Ví dụ như cây này nó cao tầm khoảng chừng gần 60 cm luôn nha cô chú. này là lên nút nụ cho mình chơi Tết luôn chị. Nè, nút lên quá trời luôn ha. Rồi đây để chị quay sau lưng cho cô chú mình cho nè. Đó, cô chú mình nhìn nè, nút nó lên quá trời luôn ha. Đây nè. Củ đế ha. Rồi, bóc vài cây nữa đi Linh. Dạ. Đại đi. Đây cô chú ha. Nói chung là hàng này thì Linh bao cho mình về củ đế nha cô chú ha. Dạ chiều cao nó tầm khoảng chừng 40 cm giùm em cả nhà trở lên ha, 40 cm trở lên, nó quấn đế đẹp cho mình quá trời, uốn nhắn lông luôn nha. Đó Dạ cô chú. muốn xử lý thân đế đồ hết luôn chị. Đó thấy chưa cô chú ha. Uốn nhắn lông cho mình luôn nha cô chú. Dạ chỉ có 40.000 cây thôi ha. Dạ 5 cây bên vườn Linh gửi hàng nè. Dạ 10 cây bao ship cho cô chú và còn tặng luôn một ha. Nó cô chú mình nhìn ha, củ đế nè. Cây nào như cây nấy luôn nha. Rồi móc đại nè. Đây em móc ngẫu nhiên. Trời cái củ này cô chú quá tí củ luôn nè. Rất là ok cho mình luôn ha. Đây 40.000 một cây giúp em cả nhà nha. Rồi qua đó luôn không Linh? Dạ qua đó luôn chị. Đó cô chú mình nhìn ha, đó một cái khu này là của Linh thanh lý không nha cô chú ơi, thanh lý thanh lý giá cực yêu thương cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi ví dụ như ở sau lưng em nè cô chú mình thấy không, cái cây nó nhỏ xíu nè ha, mà cái tàn đó nè nụ có nụ luôn, lên nụ cho mình chơi Tết nha. Nói chung là cô chú mình thích cái form cao á, thì mình alo dùm Linh nói là lấy dùm chú cái form cao ha, lấy dùm cô cái form cao ha, còn ai thích cái form lùn có tàn thì mình cũng có thể nói với Linh nha cô chú ha. Rồi đây Mấy ha, cây này là nụ là bao chơi Tết luôn á. bao chơi Tết luôn. Anh cây về có chú 40.000 hả cô chú ha, Cái này nó quá rẻ luôn chị quá ạ. rẻ luôn á, tính ra giá quá trời mềm cô chú, mà nuôi tới 1,5 năm lận nha. Nói chung nhà vườn nuôi cũng rất là cực khổ luôn cô chú nha, chỉ có 40.000 thôi, quá ok. Cảm này chị Linh nó cô chú có những cây nó lùn nè, trời ơi thấy cưng thấy ghê không nè, trời ơi chỉ có 40.000 cây thôi cô chú ha.
Rồi nếu mà cô chú mình lại vườn mua với số lượng nhiều á thì bên Linh Dạ để giá cho mình là ưu đãi luôn cô chú ha. Rất là ưu đãi cho mình luôn nè. Cô chú anh chị mình tham khảo giùm em cái lô này nha, rất là đẹp luôn. Nói chung là cái lô này rất là đẹp luôn á. Cô chú ơi, hàng hàng tỷ nè ha. Nói chung là cô chú mình muốn mua đi bán lại á. Rồi trong cái đám này Linh sẽ cho lựa luôn mà giá khác nha cô chú ha. Mình lựa thì giá khác nè, mình lấy số lượng nhiều thì giá khác nha. Có đế nó bự, ngó tay cái bự, ngó tay cái luôn chị. Đó, có đế nó bự vậy nha cô chú. Không phải cây nào cũng vậy nha, nhưng mà cô chú nếu mà muốn mua đi bán lại về lựa cái hàng cọ ra là nó vậy không á cô chú. Đó, cây ok cho mình nha. Rồi nha, cô chú mình có nhu cầu thì mình liên hệ Linh giùm em nha cả nhà. Rồi bên đây luôn không Linh? Dạ bên đó luôn chị. Rồi em sẽ cho cô chú anh chị mình tham khảo hết cái lô này luôn nha. Rồi hồi mình có giao lưu cái lô kia không Linh? Dạ. Đây ha cô chú. Nè, em bắt ngẫu nhiên nè. Cứ tham khảo giùm em nha. Rồi nó cao tầm khoảng chừng 40 cm ăn lên giùm em nè. Củ đế ok cho mình hết cô chú. Đây, củ đế nè. Đó, em quay cô chú mình tham khảo nha. Dạ nó bự hơn ngón tay cái cô chú ha. Rồi nè, em nhờ Linh bóc một số cây ha. Bóc đi Linh, bóc đại đi Linh. Cô chú mình coi ngẫu nhiên nè. Đây cô chú ha. Nè, bóc ngẫu nhiên nè, cây bự chảng cho mình ha. Cái đế nó chôn sâu bên dưới nha. Và cái thân nó được uốn dáng lông hết cô chú ha. Đó. Đây, thân uốn dáng lông nè. Lô bên đây thì nó phơm nó hơi cao. Ờ, phơm cao nè ha. Nhưng mà có củ đế cho mình ha. Dạ, bao củ đế hết luôn rồi chị. Rồi, củ đế nè. Ủa cái này lựa ra là đẹp lắm, nó lên hàng dạ. Tỷ nè. Đấy, cái này mình bóc ngẫu nhiên chứ cái này lựa ra rất là đẹp luôn á. Đó, cô chú ha, này nhìn nè. Củ đế nè cô chú, ok quá chừng luôn nè. Em bóc ngẫu nhiên ha. Nói chung hàng này nó lên nụ hết nha cô chú. Rồi, chị thấy mấy cây đẹp quá chừng này lên. Đây. Cô chú nhìn giùm em ha. Ờ nó dài cái cây nè. Quá tí luôn. Nói chung là nó rất là già nha cô chú. Nè em bóc những cái cây nè cô chú. Lên nút nụ quá ok luôn chị. Cầm chị cây này. Ủa cây đã ghê. Cây này 40 ngàn rồi thiệt xứng đáng đồng tiền luôn. Nhìn cái củ đế nè cô chú. Trời ơi quá sức luôn nè. Đó quá trời đẹp nha. Rồi 40 ngàn cây cô chú ha. 5 cây bên Linh gửi hàng nè. 10 cây bao ship Linh tặng cho cô chú anh chị mình một cây luôn ha. Quá ưu đãi nha cô chú. Rồi có cái loại mini nè chú. Cô chú ha. Quá trời thấy cưng luôn. Thầy vô cái chậu để bàn xuất sắc luôn. Đẹp nè ha. Củ đế ok cho mình mà nó lùn nữa nè, 40.000 cây ha. Trời ơi có những cái cây lùn thấy thương ghê luôn. Còn củ đế là quá đẹp luôn á. Đó, 40.000 cây nha cô chú ha. Rồi. Mình giao lưu cái lô bên đó luôn hả Linh ha. Đó. Dạ, qua đó là có hàng ba mùa luôn chị. Rồi, hàng ba mùa nè, rồi qua giao lưu luôn nè. Để chị quay cho cô giao lưu luôn. Rồi cô chú ha, bên vườn Linh là có hàng giả sư nụ ba mùa cô chú ha. Vô dây sổ bông tàn cho mình luôn nha. Rồi. Linh nhờ Linh cầm một chậu lên cho cô chú anh chị mình tham khảo đi. Cái này dạ. Có nhiều không? Dạ cái lô ba mùa này em có khoảng là 200 cây. 200 cây rồi nè. Dạ em bóc ngẫu nhiên là từng cây hả chị? Ừ cứ bóc cái cưng cứ bóc là cái cây nó nhỏ nhất đi. Cây nhỏ ừ, thì nó nhỏ gọn vậy. Gọn đi. Đó. Là cái cây này là cái cây nhỏ nha cô chú ha. Này là cây nhỏ nhất. Nhỏ nhất trong bầy luôn. Đây cô chú mình tham khảo giùm em nè. Đưa cái tàn chị coi lên. Đó là cây nhỏ nhất trong bầy nha cô chú. Rồi ha, rồi. Em sẽ nhờ Linh bóc một cái cây thật là bự cho cô chú mình xem nè ha. Nó lộn xộn nha nhưng mà cái cây nãy là cái lô này nhỏ nhất. Thì nó lộn xộn. Ừ, nhỏ nhất là cỡ đó. Đây cô chú nè. Ờ cái gốc. Cái tàn nha, đó cái tàn cô chú. Trời ơi. Cái này là bao nút nụ chơi Tết luôn anh chị. Bao nút nụ của chú nha. Đó, nó lên cô chú thấy mê không? Quá trời luôn ha. Cô chú lên thấy mê quá trời ha. Cho chị coi cái đế nè, đó. Đây nha cô chú. Liền thân liền cốt hết luôn rồi. Không xi nhê luôn ha. Nè, trời ơi nè. Quá trời luôn Linh ơi, nó bự. Này mấy mùa? Này ba mùa chị. Hết sức rồi ha. Rồi cô chú ơi, cây rất là ok cho mình, củ đế bự đẹp ha. Rồi ha, đây cô chú nè. Nghiến nghía, em nghiến nghía mấy cây này quá chừng. Tại đó coi, Linh bóc cái cây này lên. Củ hay ghê. Đây cô chú. Trời ơi, dàn nụ nó hết biết luôn. Ở cái cây này. Này cô chú, em cho cô chú mình xem là cận cảnh này ha. Đó, cái tàn là vô dây chỉnh sửa rồi trơn nha. Giờ coi cái chân nè, cái chân dưới nè. Trời ơi, nó bự nè. Xuy nha gì đâu, cái tay bự lắm nha cô chú. Đó, hẳn chân cái luôn cô chú. Quá tí, cái lô này ha, củ đế bự nè, cao quá trời cao luôn. Dạ, chiều cao trung bình của nó là tầm khoảng chừng 50-60 cm nha cô chú ha. Từ 50 cm trở lên quá, quá trời luôn. Nhưng rồi mấy cây này, có này mấy... nó là hàng vừa nè. Ừ, cái này là vừa vừa nè cô chú. Đó, tầm vừa nè ha. Cái vừa vừa hết cưng. Nói chung á là mấy cô chú lấy á thì liên hệ em nói là lấy hàng vừa hay hàng to hay hàng vừa nhỏ gì đó thì cứ liên hệ em. Rồi cái này mình giao lưu làm sao nè Linh? Dạ, cây này em giao lưu á, một cây là 300 ngàn, còn một cặp á là 550. Ừ. Em bao ship chị. Rồi ha, một cặp 550 bao ship nha. Rồi cô chú, ví dụ như cái cây này đi, này cô chú nhìn giùm em nè, cái gốc ha bự chảng luôn nha, bằng ngón chân cái của mình luôn ha, và cái cốt cành của nó nè đầy đủ hết trơn nha.
em nó vô dây sữa tàn cho mình luôn cô chú. Nhìn cái cốt nè, cái chỗ cái thân giữa mà nó bự nè cô chú. Cô chú tưởng tượng cái cây nó cỡ nào ha. Nói chung là vừa mình nuôi quá chừng tốt không cô chú ơi, nó mập cái thân á quá tí luôn ha. Rồi nút nụ là lên rất là ok cho cô chú anh chị mình chơi tết luôn nha. Dạ cái hàng là hàng giả siêu nụ chơi tết nha cô chú ha. Rồi cái lô này quá trời đẹp luôn. Đây cầm chị, đây cô chú ha, củ đế nè. Rồi củ đế là xuất sắc luôn nha. Con vàng nút nụ nó hết nói rồi. Đây nút nụ ha, nó lên chân ha, quá tí luôn. Giả siêu nụ là thôi khỏi chơi nút nụ luôn ha. Rồi ha, rồi bà xuống nè. Rồi cô chú ơi, bây giờ em sẽ vào bên trong nhà ha, Linh sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mã số mai chơi tết nha. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi ha, tiếp theo thì bên vườn của Linh sẽ giao lưu với chúng ta là cái hàng mã số tặng chơi tết nha cô chú. Rồi ha cô chú. Rồi đây là một cái cây giảo siêu nụ nha. Rồi cái cây này ghép là 3,5 mùa nha cô chú ơi. Đây nụ nó lên quá chừng cho mình luôn ha cô chú, tham khảo giùm em nha. Đây cả nhà, cái form này là form form thác giùm em ha. Đó, bữa hổm vườn Linh có lên cả nhà ha, một số cái cây siêu nụ form thác được cô chú anh chị mình ủng hộ quá chừng luôn ha. Rồi hôm nay thì bên vườn tiếp tục giao lưu với chúng ta là cái hàng form thác nè cả nhà ha. Đó nụ nó lên chi chít cho mình luôn nha. Rồi cho cô chú anh chị mình xem cái phần củ đế của cây nha. Đây cô chú ha, củ đế nè. Dạ cây ghép 3 mùa rưỡi, củ đế nó rất là ok cho mình luôn, củ đế đẹp luôn cô chú ha. Rồi ha, dạ cao 50 nè. Dạ cái chiều dài của phần thác á, là 1 mét nha cô chú ha. Rồi cái này mình giao lưu sao nè Linh? Dạ cây này em giao lưu giá là 700, em bao ship nha chị. Rồi 700k cho cái cây siêu nụ này nha cô chú ơi, bao ship cho cô chú anh chị mình đến nơi luôn nha. Dạ em quay như vậy cô chú anh chị mình có thấy rõ không nè, cái phong thác rất là đẹp luôn ha. Rồi cô chú anh chị về kiếm cái chậu ống giùm nên cả nhà mình thay lên là siêu tuyệt vời luôn nè. Dạ tiếp theo là cái mã số 2 bên vườn của Linh nha cô chú. Dạ cái mã này là hàng giảo Thủ Đức giúp em nha cả nhà, giảo Thủ Đức già mùa ha. Cái này mình ghép được mấy mùa Linh? Dạ cái này em ghép được 2 mùa rưỡi chị. 2 mùa rưỡi ha. Ủa cái cây củ đế đẹp cho ta. Đây cô chú ha, em cho cô chú mình xem cái củ đế của cây nha. Đó cô chú, củ đế của cây rất là đẹp cho mình luôn nè. Rồi ha, cái form là cái form dán thác luôn ha. Cái này nó không có cái phần thác nó đổ xuống lắm cô chú, cái này mình có thể là dán bay, dán bay gọi là dán bay nè. Đây dán bay cô chú ha. Đó cây rất là ok cho mình luôn. Bây giờ em sẽ cho cô chú mình theo dõi cái phần nút tụ nha. Đó nụ lên kim cho mình hết trơn cô chú ha, quá trời nụ luôn nè. Nói chung cái hàng già mùa thì nụ của nó rất là chuẩn nha cô chú ha. Rồi cây này ha, chiều cao làm sao Linh? Dạ cái này nó cao 60, ngang là 1m1 đó chị. Rồi ha, chiều dài của nó là 1m1 nè. Rồi cây này em giao lưu sao nè? Dạ cây này em giao lưu với giá là 800, em bao ship nha chị. 800 bao ship. Dạ cô chú ơi, thì bên vườn Linh là bó bầu cho mình cô chú ha, bỏ cái chậu xi măng này lại nha. Rồi em báo cho cô chú mình luôn ha, để dễ nè, trong cái lúc gửi hàng á mình dễ kiểm tra nha. Dạ bên vườn Linh là sẽ bó bầu ha, không gửi chậu nha cô chú nha. Rồi cây này là 800k bên vườn bao ship cho mình ha. Rồi cái hàng này là ghép 2 mùa rưỡi gần 3 mùa hết cô chú ha. Củ đế đẹp cho mình chơi tết luôn. Đây cô chú, củ đế rất là đẹp cho mình luôn ha. Cái thân nó uốn lắc lượng rất là đẹp luôn. Và cái hàng này là cái hàng sữa phom tàn đẹp cho mình luôn ha. Dán bay luôn cô chú, thay giùm em cái chậu là xuất sắc luôn nè. Rồi cái này 800k bao ship cái mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3 anh cô chú anh chị mình nha. Dạ mã số 3 là giao lưu với mình là cái hàng giảo siêu nụ nha cô chú ha. Rồi cái dáng này nó cũng bay bay đổ đổ luôn cô chú ha. Rồi bên vườn mình sửa tàn vô dây cho mình hết trơn ha. Rồi cái hàng này là mấy mùa Linh? Dạ hàng này 3 mùa chị. 3 mùa nè. Cô chú xem cái củ đế nha. Nói chung là hàng bên Linh củ đế đẹp quá cô chú. Đây nè, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Cái củ đế nó rất là có duyên cho mình luôn ha. Rồi cái này ha, ôi nút nụ nó lên nè cô chú, không thể tưởng tượng luôn, quá tí luôn ha. Nụ nó lên dày nè. Tết cô chú mình á, mình lãi lá ra rồi cô chú ha, thì nó lên trời ơi nó vàng hực như một cái cây nha, rất là đẹp cho mình luôn nha. Rồi cái này mình giao lưu sao Linh? Dạ cái này em giao lưu với giá là 700, bao ship đó chị. Rồi 700 cho cái giảo siêu nụ này cô chú ha. Dạ mã này là mã số 3 giúp em nè. Chiều cao nó tầm nhiêu Linh? Dạ cây này là cao cao 40, ngang 80. Cái chiều xuống nó là 80 ha. Dạ. Rồi cây này là 700k bao ship cô chú ha. Cái hàng này là hàng giảo siêu nụ giúp em nha cả nhà. Rồi mã này là mã số 3 ha Linh. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo mã số 4 cô chú ha. Dạ mã số 4 bên vườn Linh sẽ giao lưu với chúng ta là cây giảo đa phúc cả nhà. Hàng ghép già mùa ha, và cái form thác luôn, rất đẹp luôn ha. Rồi, mình sẽ xem củ đế nha cô chú. Đây ha, củ đế đẹp quá chừng cho mình luôn nha cô chú ơi. Đây, củ đế ok cho mình luôn nè ha. Rồi ha, cái hàng này là ghép tầm khoảng chừng 3 mùa trở lên nha cô chú ha. Nút nụ cũng ok cho mình luôn. Đây cô chú ha, mình nhìn giùm em nè. Cái form nha, rồi em quay từ từ cô chú mình xem nha. Nó, cái form đổ xuống rất là đẹp luôn ha. Rồi cô chú, cái này cô chú về vô nhìn em cái chậu nha, rất là đẹp cho mình luôn. Dạ giảo đa phúc thì hoa nó rất là to cô chú ha, hoa rất là thơm luôn.
Đây, nụ nốt thì nó lên đều cho mình luôn ha. Rồi cây này à, báo không chốt cây này em chị lên. Dạ, cái này là cao 60, ngang một dài là 1m1. Cao 60 này cô chú, cái tàn xuống phía dưới của phần đỏ này tới 1m1 ha cô chú ha. Rồi cái này giao luôn sao này lên. Dạ, cái này em giao đâu có giá là 800, em bao ship. 800 cho cây này nha cô chú ơi, giá quá ưu tiên cho mình luôn ha. Rồi 800k cái mã này, mã số 4 giùm em cô chú ha. Rồi tiếp theo mã số 5 giùm em nha cô chú. Giảo Thủ Đức giùm em này cả nhà, đó ha. Rồi cây này phơm tàn ha, nó bay bay cho mình ha. Rồi củ đế nha, trời ơi cái củ đế nó bự nè cô chú. Cái củ đế nó đẹp quá chừng luôn ha cô chú mình tham khảo giùm em nha. Cái củ nó rất là quái luôn nè cô chú ha. Đây em quay toàn diện cho cô chú mình xem nha. Cái này em chữa theo dáng bonsai anh chị. Dáng bonsai ha. Cây này đẹp quá. Đây cô chú ha, tham khảo giùm em nè. Cái này lên chậu là đẹp liền hả cô chú, tại vì cái nhà vườn mình nuôi để cái chậu xi măng vậy thôi ha, chứ lên chậu là đẹp xuất sắc luôn á. Cái này lên chậu kiểu đẹp dữ lắm. Rồi ha, cái này mình giao luôn sao Linh nè. Dạ, cái này em giao luôn với giá là 700, em bao ship hả chị? 700 bao ship ha. Dạ, cây hiện tại là nên nụ cho cô chú anh chị mình quá chừng luôn ha. Cái này có thông số không Linh? Dạ, cây này nó cao 50, ngang là 80. Rồi cái hoành cũ của nó cô chú tầm khoảng chừng 12 13 giúp em nha. Đây cô chú. Rồi cây này hả, Linh giao lưu là 700k bao ship cô chú ha. Mã số 5 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã số 6 nha cô chú ha. Rồi bên vườn Linh giao lưu với mình ha. Trời ơi cây này một con thú luôn cô chú nè, nguyên con thú có chân luôn ha. Rồi cái hàng này là cái hàng cúc không nhị hoàng huyết long cô chú ha, ghép già mùa cho mình nha. Cái này ghép được mấy mùa Linh? Cái này ghép 3 mùa chị. Rồi ghép 3 mùa cho mình luôn cả nhà, cúc không nhị hoàng huyết long nha. Rồi cô chú ơi, đây là cái tàn phía trên của nó nha, cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Cốt cành thì ok cho mình cô chú ha. Dạ, tại vì cái hàng già mùa nên cô chú mình cứ yên tâm nha. Rồi nút nụ thì nó có lên nút nụ cho mình cô chú ha. Đây. Rồi em sẽ báo cái thông số cho cô chú mình nha. Cao là 65, ngang 80 ha. Cái hoành của nó là 18 cm. Đây cô chú. Đây tổng thể của cây như thế này đây. Cây này rất là có duyên nha cô chú. Về dùm thay dùm em cái chậu là đẹp nè. Cây này đế thú cho mình luôn ha. Đây cô chú ha. Rất là có duyên luôn. Để em quay cái mặt bên đây coi nó có chân không nha. Có chân luôn nha cô chú, nó có chân luôn nè. Đây ha, ok cho mình luôn nha cô chú ơi. Rồi ha, cúc không nhị hoàng huyết long đế thú cô chú ha. Cái này giao luôn sao Linh? Dạ, cái này em giao luôn với giá là 1,5 triệu, em bao ship chị. Rồi 1,5 triệu bao ship cho cái mã này nha cô chú ơi, dễ thương quá chừng nè, nguyên cái đế con thú luôn nha. Rồi mã số 6 cô chú ha, 1,5 triệu bao ship nè. Dạ cô chú ơi, tiếp theo là cái mã số 7 bên vườn của Linh nha. Dạ cái hàng này là hàng cúc tư long chơi tết nha cô chú ha. Dạ cây nó đang lên nụ cho mình nha. Dạ hoa cúc tư long thì cái phơm hoa của nó rất là to nha cô chú ha. Cúc tư long hay còn gọi là cúc mười dương nha cô chú. Rồi nha, cây này thì em thấy là nó có nốt nụ rất là nhiều cho mình ha. Cây này mình ghép được bao lâu Linh? Dạ cái này em ghép 3 mùa chị. 3 mùa ha. Dạ rồi nè, cô chú mình tham khảo giùm em nha. Rồi cái này là phần đế giống như đế thú nằm nha cô chú ha. Đây ha, đã dài luôn nè. Rồi cô chú ơi mình tham khảo giùm em nha. Rồi cái này là bên dưới này ha. Nó bên dưới cô chú ha, em quay cho cô chú mình xem cái hộp bên dưới nha. Đây bên dưới của cái cây nè. Rồi ha, cái hàng này là Linh ghép già mùa cho mình ha. Và cái thông số thì em sẽ báo cho cô chú mình nè. Dạ hoành 21 nè, cao 75 ha. Dạ cái tàn của nó cô chú, cái tàn của nó là 1m nha cô chú ha. Dạ cái tàn nó rất là to nha cô chú ơi, form tàn to cho mình ha. Đây cô chú mình tham khảo giùm em nha, để em đi một vòng cho cô chú mình xem nha. Rồi cô chú ha, nếu mà mình muốn mua cái mã nào bên Linh á, mình cũng có thể là kết bạn Zalo với Linh á cô chú. Rồi Linh sẽ chụp chi tiết gửi cho cô chú mình tham khảo thêm nha. Rồi ha, trên clip thì em sẽ quay như thế này ha, cô chú mình muốn tham khảo kỹ hơn thì mình alo dùm Linh cô chú ha. Rồi kết bạn Zalo mình gửi hình ảnh gì đó ha cô chú. Rồi ha, cái hoành của nó là 21 nha cô chú nha. Rồi cái này cao 75 ha. Tàn ngang của nó là 100 giúp em nè cô chú. Rồi ha. Rồi cái cây này là Linh giao luôn sao cưng? Dạ cây này em giao luôn giá là 3 triệu, em bao chiếc chậu luôn anh chị. Rồi. Em đóng kiện luôn. Đóng kiện cho mình ha. Dạ cây này giao lưu là 3 triệu nha cô chú ha. Ship chậu cho mình luôn nha. Dạ cây đang ở chậu chữ nhật nha cô chú ha. Rồi ship chậu đến nơi cho mình, đóng kiện gỗ luôn nha. Rồi cô chú anh chị mình tham khảo giùm em cái mã này nha. Dạ mã số 6 bên vườn của Linh nha cô chú ơi. Dạ tiếp theo cái mã số 8 luôn nha cô chú. Dạ cái mã hồi nãy cây tư long là mã số 7 giùm em nha cả nhà. Hồi nãy em có nói nhầm mã ha. Rồi mã này là mã số 8, một cây giả hoàng đế cô chú ha. Đây cái nồi đế nó rất là đẹp cho mình luôn ha. Dạ cái này nồi đế nôm cho mình nè cô chú ha. Rồi cây này thì là cao 90 nha. Dạ ngang của nó là cũng 90 luôn. Hoành của nó là 25. Dạ cái nồi đế, tổng thể của nồi đế này là 50 nha cô chú ha. Dạ giảo hoàng đế nha. Dạ cây này ghép được 2 mùa nè cô chú ha.
Đây, cái này ghép được hai mùa nè, nút nụ nó đang lên cô chú ha. Dạ, cái giống giả hoàng đế là có rất là lâu đó cô chú, nhưng mà có lẽ là một số cô chú mình chưa có biết mặt hoa của nó ha. Rồi cô chú muốn biết cái mặt hoa thì cô chú liên hệ với Linh giùm em nha. Rồi ha, sẽ gửi mặt hoa cho mình nha. Nói chung là hoa giả hoàng đế cô chú nó sẽ không thua gì Sibon Sài Gòn hay Sibon Bình Lợi cô chú ha, nó rất là to luôn. Hoa cũng tầm 8 cánh đến 12 cánh nha cô chú ha, rất là đẹp cho mình luôn. Đây cô chú ơi, giả hoàng đế nè, mình xem tổng thể cây này giùm em nha. Rồi heo hoành 25 nè, rồi đế là 50 nha. Rồi cao 90, tầng ngang 90 luôn. Rồi cây này là Linh giao lưu với chúng ta giá là 2 triệu bao ship nha cô chú nha. Có gửi chậu không cơ? Dạ có luôn chị. Rồi gửi luôn chậu cho mình nha cô chú ha. Cây này 2 triệu bao ship nha. Cô chú anh chị mình tham khảo giùm em nha. Cái mã này là mã số 8 nha cả nhà. Dạ rồi cô chú anh chị mình ha, tiếp theo cái mã số 9 bên vườn của Linh nha. Dạ mã số 9 thì Linh giao lưu với chúng ta là cái hàng cúc thọ hương vào mùa chơi Tết nha cô chú ha. Dạ cái hàng này nó đã liền cốt cho mình luôn nè cô chú ơi. Đây ha, dạ ghép liền cốt cho mình luôn. Cái cây này ghép là 3 mùa ha cô chú ha. Dạ cái hoành của nó là 12 cm nè. Dạ cao 90 ha. À, tàng ngang của nó cũng 90 luôn ha. Rồi cô chú đây nè. Trời ơi nó khủng lắm cô chú ơi. Đây ha, nó tròn do cho mình luôn, sữa phơm tàn luôn ha. Và đặc biệt là cái nút nụ nó lên rất là nhiều nha cô chú ơi. Cái hàng thọ hương vào mùa thì cái nụ nó lên rất là ok cô chú ha. Rồi còn một số cái hàng thọ hương á mà nó non mùa cô chú ha, cái nụ nó lên sẽ hơi chậm nha. Rồi cô chú anh chị mình về kích thêm dưỡng nụ dùm em nha cả nhà. Nói chung là thọ hương cái nụ nó sẽ đi xa người ta hết cô chú. Đây hết cô chú mình tham khảo dùm em nha. Đây rồi cây như thế này nha cô chú, nụ lên cho mình ha. Đây cây già mùa thì cái nụ nó lên trước cô chú ha, cây non mùa thì cái nụ nó lên sau nè, nhưng mà vẫn là đảm bảo cho mình kịp Tết nha cô chú ha. Rồi cây này bên vườn của Linh giao lưu với chúng ta giá cực kỳ hợp lý luôn cả nhà. À, chỉ có 500k thôi ha, bao luôn ship cho cô chú anh chị mình về chơi Tết nha. Trời ơi, nói chung là cái cây này Tết mà lái lái à cô chú ơi, rực trời luôn á, rất là đẹp cho mình luôn nha cô chú. Đây nút nụ nè, mình tham khảo giùm em nha cô chú ha, cây rất là ok cho mình luôn nè. Rồi ha, đây 500k cho cái mã số 9. Dạ rồi cô chú nha, cái mã số 10 cũng là cái mã cuối cùng của clip ngày hôm nay cô chú ha. Dạ bên vườn Linh sẽ giao lưu với mình là hàng thọ hương cẩm thạch nha cô chú ha. Cây này ghép phô mai tàn rất là đẹp cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn nha. Và cây này đế nó đẹp nha cô chú ha. Rồi em sẽ cho cô chú anh chị mình tham khảo cái bộ đế của cây nha. Đây bộ đế cả nhà ha. Đó. À, cái này là cái gì ta, giống như là cái con bạch tuộc nó đang nằm, nó đưa cái chân ra cô chú ha. Đó, mình tưởng tượng gì cô chú ha, nó rất là giống luôn nè. Nó có nhiều cái rễ cả nhà, giống như cái chân con bạch tuộc vậy ha. Rồi cái đế trải ra rất là đẹp luôn cô chú nhìn nè ha. Đó nhìn vậy thì lại giống là con thú nè cô chú ha, nó có đa dạng luôn, mình có tưởng tượng ra mình nhìn nó giống ha cô chú. Rồi ha, cái hàng này thì cô chú về mình xịt kích nụ giùm em cô chú ha, sẽ có nụ cho cô chú anh chị mà chơi Tết nha. Và hiện tại thì cây nó lên nụ nhưng mà nó còn nhỏ cô chú ha, nó lên một vài cái nụ kim nhỏ cô chú nè. Đó nó lên nụ kim nhỏ là lên chân ha, nhỏ nhỏ vậy nè cô chú. Về xịt dưỡng nụ giùm em nha. Rồi giải phân dưỡng nụ giùm em nè, nó sẽ lên nụ cho mình để kịp chơi Tết nha. Rồi cây này cô chú ha, hoành của nó là 18, cao 1m1 nè. Dạ tàn của nó là 90 nha. Dạ cây này bên vườn của Linh sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1,5 triệu á, bao luôn phí vận chuyển đến nơi cho cô chú anh chị mình nha. Dạ 1,5 triệu với cây tọa hương này, cái nhà cao 1m1 ha. Dạ giá rất là ok cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn nha. Đây cô chú nha, mình tham khảo giùm em nha. Dạ nó cao 1m1 nè. Dạ tàn ngang của nó là 90 nha. Rồi cái hoành của nó là 18 nha cô chú. Đây củ đế của nó rất là đẹp cho mình luôn ha, nhìn rất là có duyên luôn cô chú. Cái mã cuối cùng nha. Rồi cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình liên hệ Linh giùm em nha cô chú. Dạ cái số điện thoại của Linh thì em có để trên cái phần tiêu đề nha, cô chú anh chị mình liên hệ giúp nha. Rồi cả nhà, cái mã này là cái mã cuối cùng ngày hôm nay ha, là em kết thúc clip nha cả nhà. Rồi ha, thì Linh ha, mình có nói gì với khán giả không nè? Dạ cuối lại em xin chúc tất cả anh chị bán được nhiều cây ạ. Và hàng bên em á là chuyên về có rất là nhiều cây thác đổ và giống bay. Mà anh chị có muốn mua thì liên hệ qua bên em qua số điện thoại tên là tìm tiêu đề. Rồi là số Zalo của cưng luôn hả Linh? Dạ, dạ đó là số Zalo của em luôn ạ. Rồi hát cô chú. Dạ cô chú anh chị mình có nhu cầu mà mua sỉ mua đi bán lại thì bên vườn Linh có cung cấp cho mình nha cô chú ha. Rồi hát cô chú, em xin chào tạm biệt cô chú anh chị mình nha, và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.